Thưa quý vị, chiều qua, chủ trì buổi làm việc của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các sở ngành và quận huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã nhấn mạnh, dù chưa ghi nhận thêm ca mắc nào thế nhưng mà thành phố Hà Nội cũng đang tiềm ẩn những nguy cơ cao về lây nhiễm và đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương bởi Hà Nội là nơi có nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú và làm việc. Hiện thì thành phố Hà Nội đang thực hiện việc giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch và đang được cách ly tại cộng đồng. Dù chưa phát hiện thêm những trường hợp nhiễm nào nhưng cũng phải đề phòng trường hợp xấu nhất, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa dịch. Bên cạnh đó thì thành phố cũng cần chuẩn bị các phòng áp lực âm, cách ly đặc biệt để phục vụ cho các trung tâm cách ly khi có trường hợp cần điều trị. Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 15 giờ chiều ngày hôm qua thì 84 trên 85 trường hợp được giám sát tại bệnh viện nghi ngờ nhiễm COVID-19 đã có xét nghiệm âm tính, hiện chỉ còn một trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện Hà Nội. Trong trường hợp dịch COVID-19 lan rộng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung chuyển đổi các bệnh viện đang có thành bệnh viện phục vụ công tác cách ly điều trị. Ngoài hệ thống các bệnh viện đạt chuẩn và được phân công, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định là trong trường hợp dịch bệnh lan rộng hoặc quá khả năng của các cơ sở này thì Sở Y tế thành phố sẽ chọn thêm một đến hai bệnh viện khác để chuyển đổi thành bệnh viện phục vụ cách ly điều trị. Hiện tại thì hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh đang triển khai các khu cách ly điều trị tập trung của thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm có bệnh viện bệnh nhiệt đới điều trị cho người lớn và trẻ em, bệnh viện nhi đồng thành phố và bệnh viện nhi đồng 2 điều trị cho trẻ em, bệnh viện giã chiến với quy mô 300 giường ở Củ Chi khu vực này cũng đảm nhận trách nhiệm tiếp nhận các trường hợp cách ly kiểm dịch từ sân bay Tân Sơn Nhất chuyển đến. Ngoài ra, thành phố cũng có khu cách ly điều trị các bệnh viện đa khoa, bệnh viện quận, huyện trên địa bàn thành phố, bao gồm 47 bệnh viện đã được Sở Y tế công bố. Đến sáng nay, Hà Nội và 61 tỉnh thành đã quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ thêm 1 đến 2 tuần. Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa công bố. Ba tỉnh là Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thanh Hóa chưa chốt thời gian để học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở trở lại trường học các tỉnh còn lại đều đã đưa ra mốc thời gian cụ thể. Đến sáng nay thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa công bố lịch nghỉ học. Đây cũng là đơn vị từng kiến nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh cả nước nghỉ học đến hết tháng 3, sau đó lại đề xuất điều chỉnh lịch nghỉ theo từng khối lớp. Còn tại Vĩnh Phúc thì học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ nghỉ học một tuần, học sinh trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3 tới đây. Năm học này, cả nước có hơn 22 triệu học sinh. Nếu thực hiện theo kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì chỉ cần 2,6 triệu học sinh trung học phổ thông sẽ đi học từ ngày 2 tháng 3 tới đây. Số còn lại sẽ tiếp tục nghỉ. Trong một động thái nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc đóng cửa đến hết tháng 3 tới đây. Dù được đánh giá là biện pháp cần thiết và từng được áp dụng ở một số nước có dịch trong khu vực, nhưng việc đột ngột cho các trường học đóng cửa cũng ít nhiều khiến cho các bậc phụ huynh tại nước này rơi vào tình thế bị động. Một hoặc hai tuần tới đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Đây là việc làm ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của trẻ em. Thông báo được đưa ra xuất phát từ lo ngại có thể gia tăng số lượng các trường hợp không thể phát hiện được của virus ở nước này. Mặc dù yêu cầu về pháp lý là không bắt buộc, nhưng dự kiến phần lớn các địa phương sẽ đều thực hiện. Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, điều này sẽ ảnh hưởng tới 12,8 triệu học sinh và khoảng 34.800 trường học. Việc cho học sinh nghỉ học lại phát sinh những vấn đề từ phía phụ huynh đang đi làm khi không phải ai cũng có thời gian ở nhà để chăm con cái. Đồng nghiệp của tôi có con nhỏ đang phải nói chuyện với lãnh đạo công ty vì sau đây họ sẽ cần phải ở nhà trông con. Mọi người ở nơi tôi làm việc đang tính đến chuyện hỗ trợ nhau trong tình cảnh này Nhưng tất nhiên sẽ có người phải chịu nhiều thiệt hại hơn Như là làm ít giờ hơn nên tôi thấy thật là khó khăn dù thế, nhiều người vẫn ủng hộ kế hoạch tạm thời nghỉ học vì lo ngại còn nhiều điều chưa biết về cơ chế lây lan của Covid-19. Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng làm theo đề xuất này một cách tốt nhất, bởi nếu bệnh lây lan thì mọi biện pháp kiểm soát sẽ là quá muộn. Đóng cửa trường học và hủy các hoạt động đông người, dù gây chút phiền toái, nhưng thế còn hơn là để bị nhiễm virus. Sau đây các công ty có lẽ cũng nên linh hoạt hơn với lịch làm việc để thích nghi với tình hình hiện tại. Năm học ở Nhật Bản thường kết thúc vào tháng 3, nhưng với thông báo cho nghỉ học gấp rút như thế này, nhiều khả năng sẽ làm gián đoạn kế hoạch thi cuối kỳ, xếp loại học sinh và tốt nghiệp để chuyển cấp. Tuy nhiên, chính phủ nhấn mạnh các trường học nên giữ các hoạt động như thi cử và tổ chức lễ tốt nghiệp ở mức tối thiểu và kèm tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Tổ chức y tế thế giới WHO đã nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với dịch COVID-19 lên mức rất cao. WHO cho rằng là việc gia tăng liên tục số ca nhiễm và số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là mối quan ngại rõ ràng. Theo các số liệu của WHO, trên thế giới hiện có hơn 85.000 người nhiễm COVID-19, trong đó có khoảng 2.900 trường hợp tử vong, vượt qua tác động của dịch SARS năm 2002-2003. Trước tình hình này, WHO đã quyết định nâng mức cảnh báo toàn cầu về dịch bệnh này. Các nhà dịch tễ học của chúng tôi đã liên tục theo dõi diễn biến của bệnh và đã quyết định tăng đánh giá về nguy cơ lây lan, ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên mức rất cao ở cấp độ toàn cầu. WHO nhấn mạnh rằng COVID-19 có thể được khống chế bằng những biện pháp thích hợp và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi nâng mức cảnh báo không phải là để khiến mọi người hoảng sợ, chúng ta vẫn có thể tránh được kịch bản xấu nhất. Mọi chính phủ cần phải sẵn sàng. Theo WHO, hầu hết các ca nhiễm COVID-19 đều có thể được truy ra các sự tiếp xúc với nguồn bệnh. Hiện chưa thấy bằng chứng cho thấy virus có thể lây lan dễ dàng trong các cộng đồng. Trong trường hợp này, thế giới vẫn còn cơ hội để khống chế COVID-19 trong tình trạng nâng cao cảnh giác ở mức cao độ. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Milano, Italia cho biết là virus gây dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại Trung Quốc sớm hơn cả thời điểm giới chức y tế của nước này ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc bệnh. Để mô phỏng lại những tháng đầu tiên của dịch COVID-19, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu dịch tễ học phân tử với 52 bộ gen virus hoàn chỉnh để xác định thời điểm xuất hiện mầm bệnh. Theo kết quả nghiên cứu thì các nhà khoa học đã xác định nguồn gốc của dịch COVID-19 có thể bắt đầu từ giữa nửa cuối của tháng 10 đến nửa đầu của tháng 11 năm 2019 trước thời điểm trường hợp đầu tiên được xác định và dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ tháng 12 năm 2019. Vâng, Mỹ đã xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm COVID-19. Mặc dù bệnh nhân này chưa từng tới các nước có dịch hoặc là có mối liên hệ hay là tiếp xúc với các ca cá bệnh trước đó. Bệnh nhân là một người dân 65 tuổi, sống tại bang California. Việc phát hiện ca bệnh thứ hai chưa xác định được nguồn lây nhiễm đã khiến cho giới chức y tế cũng như là người dân tại nước Mỹ lo ngại về nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Giới chức y tế nước Mỹ hiện đang coi trường hợp này giống như là một ca lây nhiễm từ cộng đồng, có nghĩa là chưa rõ nguồn lây nhiễm.